Cho đến sau cùng, thứ dày vò chúng ta nhất chính là kỷ niệm. Trước khi nào câu nói đậm chất ngôn tình trên lại đúng như vậy khi chúng ta chiếu theo tâm trạng của fan Real Madrid lúc này. Từ nỗi buồn thua đậm ở Champions League, người mộ kiện kiện trắng lại đang trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc với nốt trầm lớn nhất đã đến vào đêm qua. Theo đó, đội trưởng Karim Benzema vừa chơi trận đấu cuối cùng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và cầu thủ người Pháp còn kịp chào người mộ bằng bàn thắng giúp cho cựu vương Champions League thoát khỏi một trận thua. Tuy vậy, kể cả khi không có pha lập công giàu cảm xúc kia, những người thích hoài niệm cũng đã ngay lập tức nhận ra rằng mảnh ghép cuối cùng của bộ ba huyền ảo BBC ngày nào đã chính thức rời khỏi Bernabeu. Theo đó, tam tấu khét tiếng một thời của kền kền trắng giờ đã mỗi người một ngả. Và có lẽ không còn khoảng thời gian nào thích hợp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chiến tích vĩ đại mà họ đã đạt được. Đầu tiên, hãy nói về các thông số cá nhân và người khởi xướng chính là ngôi sao đang chiếm sóng truyền thông 24 giờ qua. Benzema đã chơi gần 650 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và có hơn 350 bàn thắng. Thành tích này vượt trội hơn những gì mà chữ B thứ hai có được trong bộ ba BBC, khi Bale chỉ có được 106 lần lập công sau 258 lần khoác lên mình màu áo của Real Madrid. Tuy vậy, vinh quang chói lọi nhất của hàng công chưa dành một thời phải dành cho Cristiano Ronaldo, khi chân sút người Bồ Đào Nha đã có tròn 450 lần điền tên mình lên bảng tỷ số sau 438 trận chơi trong lớn xứ đấu bò. Quả thật là những thống kê khủng khiếp và các cổ động viên Los Blancos cũng không thể quên được trong 5 năm mà bộ ba kể trên sát cánh cùng nhau, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đoạt tới 4 chức vô địch Champions League. Tuy vậy, bên cạnh sự ngưỡng mộ, tam tấu năm nào của Real Madrid cũng gây không ít chú ý bởi mối quan hệ rất kỳ lạ. Cụ thể, nhiều fan đã tinh ý nhận ra rằng, dù giành vô số vinh quang cùng nhau, nhưng sự gắn kết ngoài sân cỏ của BBC lại không quá thân thiết. Để dễ hình dung, chúng ta có thể nói đến việc bộ ba cùng thời của họ là MSN của Barcelona. Theo đó, dù chỉ giành được một chức vô địch Champions League cùng nhau, nhưng ba cựu thủ Blaugrana lại tình thân mến thân hơn nhiều. Cụ thể, chúng ta đã không ít lần nhìn thấy gia đình của Messi và Suarez đi chơi cùng nhau và mối quan hệ giữa Empolga và Neymar cũng là cực kỳ bền chặt. Minh chứng gần nhất chính là khi Messi bị các cổ động viên PSG la ó trong một trận đấu mới đây. Chính Neymar đã gọi cho Suarez để cùng người đồng đội cũ ủng hộ chủ nhân 7 quả bóng vàng. Đây là điều hoàn toàn khác biệt nếu ta quay lại câu chuyện của BBC. Khi ngoài danh xưng đồng đội cũ thì giới mộ điệu cũng không thể tìm ra một từ nào tình cảm hơn để nói với các cựu sao Real Madrid. Tuy vậy, việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Và ta hãy cùng quay ngược thời gian để về với mùa hè 2013. Khi đó, Ronaldo và Benzema đã có 4 năm đá cặp cùng nhau trong áo quần kền kền trắng. Thành tích của họ trong quãng thời gian này vẫn là rất tốt, nhưng nó không có quá nhiều ý nghĩa khi đội chủ sân Bernabeu thất bại liên tiếp ở Champions League và cũng lép vế so với Barcelona ở những đấu trường quốc nội. Hệ quả tất yếu cho việc này là thái độ không lấy gì làm vui vẻ của chủ tịch Florentino Perez và vị doanh nhân quyền lực này đã bắt đầu một cuộc cải cách. Theo đó, Jose Mourinho bị thay thế bởi Carlo Ancelotti và chiến lược gia người Ý đã nhận được một món quà rất lớn mang tên Gareth Bale trên thị trường chuyển nhượng. Được biết khi đó, cựu sao Sewell mới 24 tuổi và được coi là một trong những ngôi sao sáng nhất của giải ngoại hạng. Thậm chí nhiều người còn coi chân chạy cánh một thời của Real Madrid là phiên bản trẻ trung hơn của Cristiano Ronaldo. Không những vậy, các đồn đoán còn đi xa tới mức định sẵn cho Bale mục tiêu phải thay thế dần CR7 để trở thành biểu tượng mới của Los Blancos. Tuy vậy, Ronaldo là một cá tính lớn và anh cần bản thân mình phải là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cựu sao Manchester United không có nhu cầu chia sẻ hào quang rực rỡ cho bất kỳ một đồng đội nào khác và các lo ngại về viễn cảnh xung đột đã xuất hiện từ mùa hè năm 2013. Thế nhưng, hóa ra đó lại là một suy luận hơi thừa. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti có đủ khả năng và sự tinh tế để xếp Bale cùng Ronaldo và Benzema vào cùng một sơ đồ. Và đó là khi bộ ba BBC chính thức hình thành. Thông điệp của Carletto thời điểm đó rất rõ ràng. CR7 vẫn là ngôi sao sáng nhất và đóng vai trò trung tâm của các đợt tấn công của đội nhà. Tuy vậy, Bale cũng được tạo điều kiện tối đa để hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới để dần trở thành một trụ cột của sân Bernabeu. Đây là cách làm rất tâm lý và chính việc được huấn luyện bởi một bậc thầy quản lý nhân sự như Ancelotti đã giúp hai ngôi sao kể trên vui vẻ hợp tác và góp công lớn vào chiến tích hoàn thành Kula de Shima huyền thoại của Real Madrid. Tuy vậy, đúng là sau đó kền kền trắng đã có thêm rất nhiều vinh quang cùng với tam tấu BBC, nhưng sự kết hợp của họ có thể nói vẫn chưa thể đạt tới kỳ vọng của khán giả. Nguyên nhân cho việc này đến từ các chấn thương của Gareth Bale và phần nào là tính cách tương đối khép kín của cựu sao Tottenham. Để làm rõ luận điểm này, chúng ta cần nhắc đến một sự thật rằng dù ở Real Madrid đến hàng chục năm, nhưng cựu danh thủ 34 tuổi vẫn không biết nói tiếng Tây Ban Nha
và gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng đội. Điều này đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách anh với các đối tác của mình là Ronaldo và Benzema. Tất nhiên, bóng đá có ngôn từ riêng của nó và đôi khi không cần giao tiếp quá nhiều thì những ngôi sao hàng đầu vẫn có thể phối hợp và tạo nên những khoảnh khắc ảo diệu. Thế nhưng, việc này chỉ gói gọn trong phạm vi thi đấu và không thể phát triển thêm mối quan hệ ở bên ngoài công việc. Hiểu một cách đơn giản, nếu như Bale hoạt ngôn và cởi mở hơn, có thể anh đã được lòng mọi người và không gặp nhiều điều tiếng như vậy ở Bernabeu. Cụ thể, vấn đề với cựu sao xứ Wales bắt đầu từ năm 2015-2016 khi anh chỉ ra sân 31 lần trên mọi đấu trường và có số bàn thắng cực kỳ hạn chế trong hành trình vô địch Champions League năm đó của cây kén trắng. Thậm chí ngay từ thời điểm ấy, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng bộ ba BBC đã thoái trào và điều này sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Cụ thể, Bale tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có đúng 9 bàn thắng sau 27 trận ra sân ở mùa 2016-2017. Đây là con số quá nghèo nàn và may cho ông lớn sư đấu bò khi đó vẫn là khoảng thời gian Cristiano Ronaldo chơi tuyệt hay để kéo kênh kênh trắng đến với chức vô địch Champions League thêm một lần nữa. Vậy là chẳng có sự thay thế nào hết khi Ronaldo vẫn luôn là số 1 trong những năm tháng mà anh ở Tây Ban Nha, trong khi người đồng đội cũ Gareth Bale lại cứ quanh quẩn trong những rắc rối của riêng mình. Tuy vậy sẽ thật là thiếu sót nếu ta cứ mãi phân tích về sự đối lập của bộ đôi kể trên mà quên mất mảnh ghép cuối cùng của tam tấu BBC là Karim Benzema. Có thể nói là cầu thủ người Pháp chính là một huyền thoại đặc biệt của Real Madrid khi cách anh tạo dấu ấn cho riêng mình là điều mà không phải chân sút nào cũng dám làm. Cụ thể, ngôi sao sinh năm 1987, ngay từ ngày chào sân Bernabeu, đã chấp nhận mình là người hỗ trợ hết mình để Ronaldo tỏa sáng. Đó là một tính cách khiêm nhường đáng ngưỡng mộ và nếu ta biết rằng cựu sao Lyon đã làm việc đó trong ngót nghét gần một thập kỷ, thì có lẽ Ronaldo nên dành một lời cảm ơn thật đặc biệt cho người đồng đội cũ của mình. Thậm chí trong những năm tháng mà bộ ba BBC còn tồn tại, tiền đạo 35 tuổi cũng cực kỳ xuất sắc trong vai trò kết nối hai ngôi sao còn lại. Và như đã nói ở trên, nếu Bale có thể phát triển theo đúng kỳ vọng, tam tấu năm nào chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa. Tuy vậy, cuộc sống không có chỗ cho giả thiết và rồi Ronaldo đã rời đi với thành công, còn Bale lại chia tay kèn kèn trắng cùng tiếng thở dài. Chỉ có Benzema là người ở lại cuối cùng và khi đó cả thế giới mới biết được rằng khi không phải làm nền, tiền đạo người Pháp có thể chơi hay đến như thế nào. Cụ thể, trong 5 năm sau khi CR7 rời khỏi ông lớn xứ đấu bò, người cả cứng một thời của anh đều ghi nhất là 27 bàn mỗi mùa và chính là ngôi sao sáng nhất ở Los Blancos. Thậm chí, Benzema còn giúp Real Madrid có thêm được một chiếc cúp Champions League và chính điều này đã đưa anh đến với danh hiệu của bóng vàng cao quý. Tự đặt một giả thiết, nếu như Ronaldo chọn cách ở lại Bernabeu vào mùa hè năm 2008, thì điều gì sẽ xảy ra? Nhiều khả năng, Benzema vẫn tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và việc anh được tôn vinh là người xuất sắc nhất ở đây có lẽ là không tưởng. Do vậy, hoàn toàn có thể khẳng định rằng chính việc thoát khỏi CR7 mới giúp sự nghiệp của Benzema lên đỉnh, dù cho không ít lần cầu thủ người Pháp đã lên tiếng ca ngợi cựu sao Manchester United là hình mẫu để mình noi theo. Rõ ràng, đây là những sự liên kết rất kỳ lạ và nó hoàn toàn khác biệt nếu như ta soi chiếu sang trường hợp của tam tấu MSN. Ở đó, Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất, nhưng hào quang rực rỡ của Empolga không hề che mờ đi Neymar và Suarez. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn khẳng định rằng thời gian đã cạnh chủ nhân của bầy bóng vàng là sự nghiệp đỉnh cao của bộ đôi kể trên và huyền thoại 35 tuổi là người đã nâng tầm hai đồng đội của mình. Không những vậy, các đồn đoán còn cho rằng chân sút sinh năm 1987 từng quyết định nhường lại spotlight cho Neymar và tỏ ý muốn lùi về sau để hỗ trợ người hậu bối Brazil tiến lên giành quả bóng vàng. Tuy vậy, cựu sao Santos lại bị những lời treo kéo của PSG mê hoặc và khiến cho tam tấu MSN kết thúc trong tiếc nuối. Thế nhưng, bóng đá chuyên nghiệp là một dòng chảy không ngừng và các cầu thủ chỉ có một cơ hội duy nhất để trải nghiệm. Do đó, khi mà cả hai bộ ba được nói đến ngày hôm nay đều đã rời Tây Ban Nha, đó cũng là lúc các fan được quyền hy vọng vào những tam tấu huyền ảo khác sẽ sớm xuất hiện.